cần một cái ôm là một sáng tác của Randy. Sau mùa dịch chúng ta được ngồi gần lại với nhau, được nói cười với nhau và được ôm nhau. Xin mời quý vị cùng chia sẻ vấn đề cần một cái ôm sáng tác của Randy. Rất mong gặp lại quý vị tại vùng đất đỏ lần kế tiếp.